Vừa qua, Kiều Minh Tuấn nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai trò MC trong đám cưới Diệu Nhi, Anh Tú. Việc nam diễn viên xuất hiện trong vai trò cầm trịch đám cưới khiến nhiều đồng nghiệp hiện diện tỏ ra bất ngờ, thậm chí liên tục cạc khịa, dự đoán sẽ phát đĩa vì cho rằng bị rối loạn ngôn ngữ. Cho tới mới đây, Trấn Thành chia sẻ đoạn clip phỏng vấn nóng MC đám cưới. Ông xã Harry Won bật cười với diện mạo đồng nghiệp, nói giống hệt cướp biển, càng phù hợp hơn khi không gian phía sau đám cưới là một con tàu lớn. Khi Trấn Thành hỏi được đối đãi như thế nào trong hai ngày đi ăn cưới, Kiều Minh Tuấn hài hước cho biết, không được gì luôn, không cho ăn. Nghe nói bạn làm MC à? Dạ. Kịch bản là nha, như cái như... Xem MC như cướp biển vậy? Hả? À, xem MC mà mặc như cướp biển vậy? Làm phòng quản quả mặc rồi. Mà còn đứng kế cái tàu nữa chứ. Đó. Sao kỳ vậy? Đó, vậy đó, nè. Kịch bản cái nè. Gì kịch bản mà chạy dữ vậy? Đây, hai trang lần. Trời ơi trời. Sao mà nó thì nó bắt mình đã... Mình rối loạn ngôn ngữ mà bắt mình nói vậy nè. Hai bây chồng. Giờ nó sợ, nó thấy khổ cho MC chưa? Thấy khổ, trân trọng MC nha. Rồi bây giờ bạn thấy là hôm qua bây giờ bạn được đối đãi như thế nào? Không được gì luôn. Chứ không được gì luôn. Không được gì luôn. Kỳ vậy? Thiệt. Không cho ăn. Không cho ăn. Một cái bãi chưa? Chưa thuộc. Lát một kêu cô dâu chú rể lộn tên chết luôn. Nhưng mà nói nghe nè. Hả? Giữa việc đi MC với lại cái việc bỏ bao thơ thì bạn nghĩ là như thế nào ạ? À? Bây giờ cuối cùng mình có nên bỏ hay không hay là quy vào tiền cát xê ạ? Ủa quy vào rồi, cho nên hồi nãy anh Trung Lùng có nói là em bỏ chưa kêu không? Tại vì em làm MC là em trừ vô tiền rồi. Nên vậy nha, cực lắm. Bạn bè với nhau không nên nói tiền bạc với nhau thật sự. Đúng cái rồi. Gì nó cấn trừ nó tốt hơn. Đúng không? Bạn có lời chúc gì lại cho Tú Nhi không ạ? À? Chúc hai em trăm năm hạnh phúc, giàu sang phú quý, giàu mãn đời, con cháu giàu dữ luôn. Wow, hay quá. Wow, biết là lát nữa MC có chia sẻ gì không? Lo chứ giờ chút giáp quá. Lo quá. Okay. Các bạn nghĩ thế nào về đám cưới Tú Nhi à? Không, mình đang thắc mắc là ở đây MC rất là nhiều, không Kim Quy và Trấn Xiền, Trường Giao mà tại sao Kiều Minh Tuấn làm MC? Một cái thằng mà đọc chữ không chạy. Mới nói ba câu. Nói dắt 4 lần nãy giờ. Nói ba câu lẹo lưỡi 2 câu rồi. Tôi đề nghị đổi MC đi. Đâu nói một câu. Nói một câu nhanh thế nào? Sang trọng lên. Ê, mà lát nữa có mời ba mẹ con cho chú rể không? Có luôn. Rồi, đừng đập lộn. Đâu con trai như núi Thái Sơn coi. Con trai như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong một dãy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho trò chưa hiếu mới là đạo con. Đúng rồi. Mời một câu tiếng Anh đàng hoàng. Mời quý ông quý bà vô đây bằng tiếng Anh cho anh coi. Ladies and gentlemen, go home.